Chương một, Ký ức mơ hồ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Tại một khu rừng nhỏ có hai đứa trẻ đang vui đùa, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, bỗng một tiếng, tờ, em mờ, một đứa trẻ rơi xuống nước vì là cuối nguồn nên nước chảy rất mạnh làm cho đứa bé đó có thể bơi được nước chảy càng mạnh cuốn đứa bé ấy càng ra xa bờ, a a a a a, ơi, hu hu. Một đứa bé đứng trên bờ kêu la thảm thiết nhưng càng kêu thì nước càng cuốn đứa bé ấy ra xa, rầm, tiểu thư, tiểu thư. Người có sao chứ? Tiếng của người hầu vang lên làm nó giật mình thức giấc, co sao? Nó nói, thôi cô ra ngoài đi. Nó bước xuống giường nói, dạ. Cô người hầu cúi đầu chào nó rồi đi ra ngoài, khi cánh cửa khép lại nó lại đứng trước cửa sổ để hấp thụ những tia nắng mặt trời chiếu vào, bây giờ cậu đang ở đâu, câu sống tốt chứ? nó giọng buồn bã nói, á. À. Trời ơi, nó giật mình khi bước ra khỏi phòng và thấy rất rất nhiều người hầu xếp thành một hàng dọc theo hướng hành lang, phải, nó biết là họ lo cho nó vì tiếng la lần này của nó rất lớn, nhưng mà có thể ngờ rằng mọi người có thể thể hiện khuôn mặt kinh dị như vậy, có thể cầm lòng mà đưa tay lên miệng che lại, tiểu, tiểu thư người sao vậy? Người có sao chứ, thấy nó đưa tay lên miệng thì một trong những người hầu lên tiếng hỏi nó, ai nấy đều tái xanh có một giọt máu thể hiện hết trên khuôn mặt một cách ngoạn ngục hi hi mọi hi chấm nj bùi co chấm hi chấm ải làm vậy chứ hi chấm hi lúc này đây nó có thể nhìn nửa ngẩn mặt nhìn và cười toán lên mặc cho bao nhiêu khuôn mặt đang nhìn nó há hốc có tin vào những gì mình thấy nữa rằng nó đang cười mà cười rất lớn lần đầu tiên thấy nó cười tiểu thư người tất cả cùng đồng thanh lên tiếng làm nó giật mình nín cười ngay tức khắc sao các người vừa nói gì Lúc này nó mới chợt nhận ra rằng nó đang cười, nó cười kể từ khi cái chuyện ấy xảy ra, nó đỏ mặt. Những thể hiện liên tục thay đổi con ngừng trên khuôn mặt nó cực kỳ dễ thương khiến những người hầu phải xịt máu mũi, bởi vì với nhan sắc của nó thì cả nam lẫn nữ đều có thể cưỡng nổi, tê, dê, đẹp quá mà, hi chấm hát y, thôi tôi xuống phòng ăn đây, nó quay đi tránh những khuôn mặt vô cùng mắc cưới ấy, để lại những người ngơ ngác nhìn theo nó cho đến khi thân ảnh nó khuất dần nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả